gia đình đang vui mà không thời gian nói chuyện tiếp được với chị. Dạ xin lỗi chị. Dạ không sao anh, mày bố hai đứa nhỏ đến hôn mình còn nhiều cơ hội để mà nói chuyện mà. Dạ chào chị. Chào chị nha. Dạ chào chị. Dạ anh chào cô. Chào con. Dạ anh về nha. Anh về đi. Dạ anh về. Rồi rồi chào con nha. Rồi nè tranh thủ về ha. Rồi chở mẹ về. Dạ về trước nha. Dạ chào cô. Dạ chị ơi. Dạ một ngày nào đó tôi sẽ mời gia đình mình qua rồi mình bàn chuyện của hai đứa nhỏ nha chị. Dạ dạ. Nhất trí với chị nha. Vậy chuyện đó nha. Dạ. Vô chồng đi anh. Không phải ngoài dùng cơm ra là mình còn phải bàn chuyện của hai đứa nhỏ nữa đúng không anh? Dạ, vô xe đi rồi nói chuyện. Dạ. Hôm nay cảm ơn gia đình mình đã đãi mẹ con tôi nha. Dạ. Vô xe đi chị. Dạ. Dạ con chào cô. Bye bye anh. Bye bye chị nha. Dạ. Thưởng lộ bình an. Dạ. Ê chị. Chúc gia đình sức khỏe nha. Dạ. Chào chị vui quá. Về đi chị. Dạ chào chị. Bye bye. Dạ chào chị nha. Rồi, rồi, chào cháu. Con. Hai mẹ con về cẩn thận nha. Thượng lộ bình an nha con. Rồi. Rồi, hai mẹ con về cẩn thận nha. Đây. Dạ. Đi lẹ, vô dọn dẹp, lẹ lên.